Xin chào quý vị khán giả, xin chào Kim Đồng. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì Kim Đồng xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình đến tham gia chương trình ạ. Và thưa quý vị, chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng hiện đang được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi trong phần bình luận của chương trình hoặc gọi điện thoại vào số hotline của chương trình 0913 333 414. Những người thực hiện chương trình cũng như là quý diễn giả rất vui khi được giải đáp cho quý vị ạ. Ngoài ra thì cuối chương trình còn có phần mini game, câu hỏi thì sẽ xoay quanh những nội dung mà bác sĩ sắp chia sẻ đây ạ. Vì vậy là quý vị hãy cùng theo dõi đến cuối chương trình nhé. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Và thưa quý vị, trước khi đi vào phần tư vấn của bác sĩ thì như thường lệ, Kim Đồng xin được phép điểm nhanh qua một số thông tin về tình hình cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ trong tuần qua. Trong tuần qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cấp cứu cho 286 trường hợp, trong đó có 123 trường hợp đột quỵ, số ca đột quỵ do nhồi máu não là 99, chiếm 80%, 24 ca xuất huyết não, chiếm 20%, tỷ lệ giờ vàng là 17%, số ca tử vong là 0 trường hợp. Thưa quý vị, và việc phục hồi chức năng của người bệnh sau đột quỵ có thể nói là rất cần thiết và vô cùng quan trọng đối với những người bệnh và đặc biệt là đối với những người thân. Thì thưa bác sĩ, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, xin bác sĩ có thể cho biết là những người bệnh nhân sau đột quỵ thì thường sẽ gặp phải những cái di chứng gì ạ? Cảm ơn Kim Đồng. Thì như chúng ta đã biết, đối với một trường hợp bệnh nhân sau khi đột quỵ đó thì cũng có một số trường hợp may mắn phục hồi trở lại bình thường, có thể trở lại công việc bình thường. Tuy nhiên thì đó là một trong những trường hợp rất là hiếm, và tỷ lệ thì trong cái số bệnh nhân phục hồi hoàn toàn đó thì không bao giờ vượt quá con số là 30%. Và nếu như trong mọi điều kiện chúng ta điều trị tốt nhất cho bệnh nhân đó thì mới đạt được con số đó, nghĩa là bệnh nhân phải đến đúng trong thời gian vàng, bệnh nhân phải được điều trị đúng bằng những phương pháp tối ưu nhất. Và cái điều cuối cùng nữa là cái vị trí mạch máu bị tắc nghẽn hoặc là cái vị trí mạch máu nó vỡ đó thì nó không vượt quá cái giới hạn để làm có thể làm chúng ta không thể nào cứu chữa được. Tôi nói ví dụ như là một trường hợp bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu lớn đến muộn trong cái khoảng thời gian ngoài cửa sổ giờ vàng, sau 6 giờ thì ít nhiều gì bệnh nhân cũng có thể để lại rất nhiều di chứng và thậm chí cũng có rất nhiều trường hợp tử vong. Thì trong tuần qua chúng ta thấy đó, thì cái thời gian vàng mặc dù là cái chương trình chúng ta gần như là nhắc đi nhắc lại rất là nhiều như chúng ta thấy đó, nhưng mà thời gian vàng trong tuần qua thì bệnh viện chỉ cấp cứu được có 17% mà thôi, và phần lớn các trường hợp là đến trễ như chúng ta biết đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến di chứng để lại sau đột quỵ. Và nói về cái di chứng để lại thì chúng ta có một cái nguyên tắc chung là nó sẽ tùy thuộc vào cái vị trí tổn thương của hệ thần kinh của chúng ta mà sẽ để lại những di chứng sau đây. Nếu như cái dây thần kinh, nếu như cái vị trí đột quỵ nó nằm ở dây thần kinh vận động thì chúng ta sẽ ít nhiều có những cái khiếm khuyết về vận động, như là bị yếu liệt nửa bên, hoặc là thậm chí có trường hợp nặng thì có thể là yếu liệt cả tứ chi. Một số trường hợp tổn thương dây thần kinh cảm giác thì chúng ta có thể là mất cảm giác một vùng trong cơ thể, hoặc là bệnh nhân sẽ bị tê nửa người liên tục, hoặc là mất cảm giác ở những cái vị trí trên cơ thể. Hoặc là trong một số trường hợp cái vùng tổn thương não nằm ở cái vị trí dây thần kinh nuốt thì bệnh nhân sau đột quỵ có thể là ảnh hưởng đến không thể nuốt được, không thể nói được. Và một số trường hợp nếu như cái vị trí tổn thương nó nằm ở cái vùng kiểm soát đi tiêu đi tiểu chẳng hạn, thì chúng ta những người mà sau bị đột quỵ đó chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có thể là tiêu tiểu mất kiểm soát, không có, nói chung là đi cầu đi tiêu không hề biết và mất kiểm soát hoàn toàn vẫn những vấn đề đó. Và cái di chứng nữa đó là bệnh nhân có thể để lại những cái tổn thương về tinh thần, nghĩa là làm cho người bệnh đa số là sẽ bị vấn đề trầm cảm, gặp rất là nhiều cái những cái rối loạn cái sinh lý, rối loạn về tâm thần sau khi đột quỵ rất là nhiều, làm cho bệnh nhân rất là khó trong cái vấn đề là có thể tái hội nhập lại đối với xã hội. Đó là những vấn đề mà chúng ta có thể liệt kê qua. Ngoài ra một cái vấn đề dự hậu mà nghiêm trọng nữa có thể làm cho bệnh nhân có đời sống thực vật, nằm đó ăn uống mất kiểm soát hoàn toàn, tiêu tiểu tại chỗ,
là chỉ biết cảm giác đau thôi, nghĩa là ngoài ra thì không có bất kỳ một cái tiếp xúc nào được với xã hội. Đó là những cái di chứng để lại tàn phế rất là nặng chúng ta có thể gặp sau khi bị đột quỵ. Vâng, và cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, xin bác sĩ có thể cho biết là vai trò của vật lý trị liệu và phục hồi chức năng sau khi mà bị đột quỵ là như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán giả, thì vai trò của vật lý trị liệu đối với bệnh sau đột quỵ, từ khi bệnh nhân sau đột quỵ đã nằm ở khoa hồi sức thì đã thể hiện được vai trò của vật lý trị liệu, đó là các bài tập vận động, các bài tập về hô hấp để giúp cho bệnh nhân giữ vững được thăng bằng, giữ vững được các nhóm cơ. Khi bệnh nhân sau khi bệnh nhân xuất viện thì sự thăng bằng và sự hô hấp của bệnh nhân sẽ tốt hơn, và để tránh đi những cái yếu tố lệ thuộc vào sự chăm sóc của người thân và gia đình. Ngoài ra thì vật lý trị liệu để điều trị hỗ trợ một số các bệnh lý do di chứng đột quỵ, đó là một số các bài tập về vận động, các nhóm cơ do tổn thương thần kinh. Về các tổn thương liệt nửa người thì cần phải hỗ trợ vật lý trị liệu, kết hợp đó là một số phương pháp như vận động trị liệu, điện xung, vận động trợ giúp để giúp cho bệnh nhân phục hồi lại khả năng vận động, kích thích những vùng tổn thương não, phục hồi lại cho bệnh nhân. Sau khi giai đoạn được phục hồi thì bệnh nhân sẽ lấy lại những khả năng, kỹ năng của bản thân mà trước khi bị đột quỵ. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và kính thưa quý vị, để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của vật lý trị liệu sau đột quỵ là như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn video ngắn sau. Chào quý khán giả, thì thật ra nó cái vấn đề phục hồi chức năng sau đột quỵ, đây là một cái vấn đề rất là lớn và hết sức là cần thiết trong cộng đồng. Tại vì chúng ta biết rằng là sau khi bệnh nhân bị đột quỵ rồi đó thì chỉ có 30% bệnh nhân là may mắn trở lại cuộc sống bình thường hoặc là gần như là bình thường. Và còn 70% còn lại đó thì trong số đó nếu mà có những người đã ra đi rồi thì thôi chúng ta miễn bàn. Nhưng mà những người còn lại đó thì 100% trong 70% số những người còn sống sót đó thì luôn luôn cần đến cái vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Và cái phục hồi chức năng này đó, chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái quá trình của suốt cuộc đời, của cái suốt cuộc đời còn lại của cái người bệnh đó, chứ không phải chỉ một cái giai đoạn ngắn nào là dừng lại. Có thể là sau khi chúng ta trở lại cuộc sống bình thường rồi thì chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì cái thói quen tập luyện cũng như là duy trì những cái chức năng thông thường của chúng ta. Và tại sao chúng tôi thực hiện cái chương trình này? Tại vì phần lớn những cái trường hợp đột quỵ ở Việt Nam chúng ta đó thì bản thân bệnh nhân cũng như là trong gia đình của người bệnh thì chưa có quan tâm đúng mức, cũng như là chưa có một cái kế hoạch tập luyện đúng mức cho người thân của mình, cũng như là những người sau đột quỵ thì thường người ta rất là ám ảnh sợ hãi. Do đó thì trải qua hơn một năm vận hành bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ thì chúng tôi nhận thấy cái đây là một cái vấn đề hết sức là bức thiết trong cộng đồng, mà đặc biệt là đối với những cái người mà sau khi đột quỵ rồi đó thì chúng ta cần có một cái sự quan tâm nhiều hơn. Thì do đó chúng tôi rất là may mắn là có bác sĩ Vũ hôm nay cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu về vấn đề vật lý trị liệu và phục hồi chức năng sẽ tham gia giải đáp những cái thắc mắc. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Chúng ta biết bệnh nhân sau đột quỵ nó có rất là nhiều cái biến chứng mà phải cần khắc phục. Thì một trong những cái biến chứng mà chúng ta thường gặp đó là ảnh hưởng đến vấn đề vận động. Thứ hai là ảnh hưởng đến vấn đề tâm thần. Thì ảnh hưởng vận động mà thì chúng ta sẽ thấy là cái vật lý trị liệu nó có một ảnh hưởng rất là lớn trong cái vấn đề phục hồi các vận động cũng như là vấn đề tâm thần. Thì vấn đề vật lý trị liệu là chúng ta ứng dụng những hiện tượng vật lý để điều trị bệnh, là chủ yếu là đây là đột quỵ. Và sau cái đó là chúng ta sẽ thấy là khi sau cái đột quỵ thì người ta sẽ, nếu mà không điều trị thì sẽ tay nó sẽ co, chân nó duỗi. Cho nên cái mục tiêu mình điều trị sau cái đột quỵ là làm sao tay duỗi chân co.
thì vật lý trị liệu sẽ có các cái loại máy mà mình thấy thường ứng dụng, đó là như máy xung kích hay là siêu âm trị liệu, xung điện trị liệu, kéo nắng trị liệu, cũng như xoa bóp trị liệu, vận động trị liệu, hoặc là các cái hoạt động trị liệu. Thì những cái vấn đề này nó sẽ góp phần cải thiện được cái sức khỏe về vận động cũng như là về tâm thần sau cái đột quỵ. Ngoài ra cái các vật lý trị liệu này nó còn góp phần vào cái phục hồi, giảm đau trong các bệnh lý cơ xương khớp cũng như là các bệnh lý về chấn thương thể dục thể thao cũng như là chấn thương về tai nạn giao thông. Thì hiện nay ở SAS Cần Thơ chúng ta thấy trang bị các cái máy móc rất là hiện đại, ví dụ như là xung kích trị liệu. Cái xung kích này nó góp phần giảm đau cũng như là phá vỡ những cái chỗ cứng và cứng khớp, nó góp phục hồi lại cái khớp, cũng như là trang bị về siêu âm trị liệu thì chúng ta sẽ thấy nó làm cho mềm cơ, giảm đau, nó cải thiện tuần hoàn ở các cái vùng mà chúng ta siêu âm, cũng như là sóng mà laser trị liệu. Laser trị liệu nó làm khi mà laser trị liệu chúng ta sử dụng cái laser công suất cao, nó sẽ làm ấm nóng cái vùng bị cái vùng mà chúng ta tác động, cũng như nó giúp giảm đau, cải thiện cái tuần hoàn, nó tăng cái tưới máu ở các cái vùng mà bị liệt, nó chống cái teo cơ cứng khớp, cũng như là phục hồi cái thần kinh, nó phục hồi cái vận động, cũng như cải thiện cái vấn đề tâm thần sau cái đột quỵ. Cũng như là xung điện trị liệu, thì chúng ta biết là khi sau khi mà bị liệt thì cái giai đoạn đầu là cái trường lực cơ nó bị giảm. Khi xung điện chúng ta tác động vào những nhóm cơ này, nó giúp cho mạnh các cái nhóm cơ, thí dụ như cơ tam đầu, các cái cơ của ở vùng chân, thì nó góp phần để mà cải thiện cái như là tăng cường sức mạnh của cơ, và nó làm cho cái cơ hoạt động nó tốt. Thì cơ hoạt động tốt chúng ta mới tập luyện đi lại được, cũng như là các cái vận động trị liệu thì nó giúp cho người ta hồi phục mà lại sau cái đợt mà tay sau đợt đột quỵ, thì mình sẽ thấy là các cái cơ nó hầu như là nó bị yếu cũng như bị liệt. Thì khi mà vận động trị liệu là nó sẽ theo cái nguyên tắc là tay co, nguyên tắc là bệnh lý thì tay co chân duỗi, thì cái vận động trị liệu là giúp cho tay của bệnh nhân nó duỗi và chân nó co, thì góp phần cải thiện cái bệnh cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì sau cái quá trình mà tập luyện này, chúng ta cần lưu ý, thứ nhất là phải khi mà tập luyện bằng các dụng cụ vật lý trị liệu phải được hướng dẫn của thầy thuốc, chứ không thể mà tự tập. Tại vì hiện nay có một số người ta mua máy móc về tự tập, thì điều này nó không có lợi cho vấn đề sức khỏe. Phải tùy theo mỗi cái giai đoạn, ví dụ giai đoạn sớm của cái bị đột quỵ á, là nó sẽ làm cương lực cơ nó yếu, chúng ta sẽ tập cho mạnh lên. Còn cái giai đoạn sau này thì khi mà giai đoạn muộn thì nó sẽ các cái cơ nó bị cứng, thì chúng ta xoa bóp cũng như vận động làm sao cho các cơ nó mềm lại, để cho cái sự cải thiện cái chức năng vận động nó rất là tốt. Đặc biệt tại SAS Cần Thơ thì chúng ta sẽ thấy khi mà bệnh nhân sau đột quỵ cũng như bệnh lý cơ xương khớp, cũng như sau các cái tai nạn giao thông hay là tai nạn về chấn thương thể dục thể thao, thì được các bác sĩ thăm khám tùy theo bệnh cảnh hay tùy theo những cái chứng cũng như thể bệnh, thì các bác sĩ sẽ tư vấn theo từng người cũng như từng thể bệnh để mà chỉ định tập luyện nó thích hợp cho từng người. Thì các cái nhân viên về vật lý trị liệu ở đây thì được đào tạo bài bản, sẽ được tập theo cái quy trình đã được coi như Bộ Y tế cho phép, nó sẽ góp phần mang lại một cái hiệu quả cho từng bệnh nhân, và chúng ta đánh giá lượng giá cho từng bệnh, chứ không phải là chúng ta tập trung cho mọi người đều cũng tập giống nhau hết, mà phải tập trung cho từng cá thể và góp phần cải thiện được cái hiệu quả điều trị, cũng như là nâng cao, có một cách nhìn để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mỗi bệnh, để mà góp phần mau hồi phục, cải thiện được cái bệnh cảnh, đáp ứng được cái yêu cầu điều trị. Mà tôi thấy chồng tôi còn yếu dữ dằn lắm, chưa có được tiến triển gì trơn với hai nữa, còn cái ống phế quản đó, thành ra tôi không dám về. Thì tôi quyết định là xuống phòng vật lý phòng 4 để tập, tặng cho chồng tôi tiến triển rồi tôi mới về. Rồi chồng tôi mới được ngồi từ từ tập thở, tập cho chồng tôi thở, rồi tập cho chồng tôi từ từ ngồi, cũng như mơ phát triển một ngày ngồi, rồi bắt đầu bây giờ là bình phục rồi đó. Bây giờ chồng tôi mới ngồi được. Rồi từ hôm đó nay là đeo tập thể dục vật lý trị liệu này, là tôi thấy tiến triển. Tôi mừng cho bệnh viện SAS này. Tôi thấy chồng tôi là quá nặng dữ dằn đó, mà cuối cùng chồng tôi là đi được luôn rồi đó. Tôi không ngờ luôn á. Tôi nghĩ là một năm chưa chắc gì đi được nữa, mà bây giờ chồng tôi đã đi được.
cũng hơi còn hơi yếu chứ mà đi được. Rồi rồi bây giờ chồng tôi đi được hết này kia rồi, thôi bây giờ bữa nay tôi xin về. Chớ tôi thấy tập vật lý trị liệu này là tiến triển rất là hay. Tôi thấy là ngày tiến bộ, những người là liệt nữa, người mà người ta tập chỉ trong vòng một tuần hay gì với chạy cái gì laser gì đó, là mấy người đó chung phòng tôi là người ta đi được luôn á. Tôi cũng là kinh ngạc luôn á. Tôi thấy vậy là rất là hay á. Tôi mong mọi người cố gắng đừng nản cái bên vật lý trị liệu của SIS này. Gắng cố gắng lên là mọi cái chuyện gì cũng tốt đẹp hết. Bởi vì tôi mong mấy người kia là từ nay trở lên cố gắng đeo theo đây. Tuy thì tốn tiền nhưng mà nó rất là hiệu quả. Chứ đừng nghĩ như mấy cái bệnh viện kia đi rồi là tôi thấy nó không hiệu quả không á. Nó ít tốn tiền nhưng mà nó không hiệu quả. Tại vì chung một bọn của tôi là ngay ngày đó. Nhưng mà bây giờ thì lỗ mũi vẫn còn chút ăn. Còn chồng tôi thì tôi không chịu về. Tôi quyết định ở đây. Cuối cùng chồng tôi rút cái ống lỗ mũi rồi ăn luôn. Ăn mạnh luôn, ăn cơm luôn. Rồi tôi rất là mừng. Tôi mừng cho bệnh viện SIS này. Tôi rất là mừng. Bữa nay chồng tôi phẻ ra rồi. Bây giờ chồng tôi chỉ còn đi được luôn rồi. Rồi bây giờ bữa nay tôi về, xin về rồi đó. Qua đoạn video ngắn vừa rồi thì quý vị có thể thấy là sự thành công của vai trò trong vật lý trị liệu là rất quan trọng, góp phần rất là lớn cho những người sau đột quỵ, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng với chủ đề của tuần này chính là vai trò của vật lý trị liệu sau đột quỵ. Ngay bây giờ thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi trong phần bình luận của chương trình. Và sau đây là phần tư vấn của bác sĩ. Và hiện tại thì trên fanpage của chương trình đang nhận rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và tuy nhiên thì thời lượng chương trình cũng có hạn, cho nên là những câu hỏi nào có nội dung tập trung trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được ưu tiên trả lời trước ạ. Và câu hỏi đầu tiên thì là của anh Nguyễn Tính. Câu hỏi này thì xin phép dành cho bác sĩ Thơ ạ. Chào hai bác sĩ, cho em hỏi, đối với người bệnh đang trong tình trạng hôn mê hoặc thở máy oxy thì vẫn có thể tập vật lý trị liệu được không ạ? Nhờ bác sĩ giải đáp giúp anh ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Tính. Thì câu hỏi này cũng rất là hay. Đó là khi mà bệnh nhân trong giai đoạn thở máy thì bệnh nhân đang trong giai đoạn mà tạm cho là qua cơn nguy kịch, thì bệnh nhân được tiếp cận vật lý trị liệu sớm để giúp cho bệnh nhân phục hồi về khả năng về các cơ hô hấp. Nghĩ đến hệ hô hấp thì chúng ta phải nghĩ đến là các cơ gian sườn, các cơ hoành. Nếu như bệnh nhân trong quá trình thở máy mà bệnh nhân không được tập vật lý trị liệu các nhóm cơ hô hấp và các cơ gian sườn, thì bệnh nhân sau khi xuất viện và thở máy thì bệnh nhân lệ thuộc cái vấn đề các cơ khó hoạt động và bệnh nhân phục hồi giữ thăng bằng hạn chế. Qua đó thì kết hợp với vận động hỗ trợ về các cơ vận động như tập vận động tứ chi để các nhóm cơ cho bệnh nhân không bị teo cơ cứng khớp, sẽ để lại những di chứng và các biến chứng do di chứng của đột quỵ. Xin cảm ơn câu hỏi. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và câu hỏi tiếp theo là của trang kênh Alo Bác Sĩ. Xin chào bạn và cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cũng như là gửi câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Câu hỏi này thì xin được phép dành cho tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường ạ. Thưa bác sĩ, tập vật lý trị liệu cho bệnh nhân sau chấn thương sọ não có điểm nào giống và khác so với bệnh nhân bị đột quỵ ạ? Xin bác sĩ giải đáp giùm ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi vừa rồi. Thì đối với cái trường hợp bệnh nhân sau chấn thương sọ não và sau đột quỵ thì chúng ta cũng cần thiết cái vấn đề vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân.
Và về cái nguyên tắc á, là tùy thuộc vào cái vùng tổn thương, nếu như cái vùng tổn thương sau chấn thương sọ não mà nó giống như cái vùng tổn thương sau đột quỵ thì các phương pháp tập cũng như là vận động thì chúng ta là áp dụng giống nhau. Và cái tổn thương của bệnh nhân sau chấn thương sọ não thì chúng tôi ghi nhận rằng là nó có nhiều cái nó phức tạp hơn rất nhiều so với bệnh nhân sau khi đột quỵ. Thì tôi nói thí dụ như là trong trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não đó, thì ngoài cái vấn đề là có những cái máu bầm trong não mà chúng ta có thể thấy được, bệnh nhân còn có thể có những cái tổn thương mà trên hình ảnh chúng ta không thấy. Ví dụ như đó là những cái tổn thương về sợi trục thần kinh rất là khó, nhưng mà bệnh nhân sau đó thì còn rất nhiều di chứng như là động kinh chẳng hạn, thì chúng ta gặp rất nhiều. Một vấn đề nữa là đối với trường hợp mà sau cái chấn thương sọ não thì chúng ta có thể có những cái tổn thương của các cơ quan khác đi kèm, như là gãy tay, gãy chân, hay là chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp là gãy các xương lớn nói chung, thì bệnh nhân cũng cần phải có một cái sự phối hợp những các phương pháp khác trong cái vấn đề tập vật lý trị liệu, không chỉ đơn thuần là cái việc vận động hay là sử dụng các máy móc, mà chúng ta đôi khi còn cần phải có những phương pháp điều trị chuyên biệt bên các khoa về chấn thương chỉnh hình cơ xương khớp để cùng với vật lý trị liệu để đạt được kết quả cao nhất cho bệnh nhân. Nói chung thì hai cái trường hợp này đều có cần những cái liệu trình vật lý trị liệu. Nếu cùng một cái vùng tổn thương, nếu bệnh nhân có những cái khiếm khuyết giống nhau thì chúng ta có thể thực hiện áp dụng những cái phương pháp vật lý trị liệu là giống nhau cho cả hai trường hợp. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và một câu hỏi tiếp theo thì cũng có nội dung tương tự như câu hỏi ban đầu. Chúng tôi cũng xin được phép được lặp lại câu hỏi, và câu hỏi này nhờ bác sĩ Thơ trả lời giúp ạ. Câu hỏi của chị có Facebook là Lê Lavender Trăng. Bác sĩ cho em hỏi, sau khi bị đột quỵ thì bao lâu có thể bắt đầu tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, và tập trong bao lâu thì mới thấy rõ hiệu quả? Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì sau khi bị đột quỵ thì quá trình mà tiếp cận và phục hồi chức năng thì khởi động càng sớm, sau 24 giờ nếu mà cái tình trạng nguy kịch bệnh nhân đã ổn thì có thể là áp dụng điều trị tập cho bệnh nhân sớm để giúp cho bệnh nhân phục hồi lại và kích thích lên, giúp cho cái phần não bên tổn thương sẽ được hỗ trợ từ bên não không tổn thương. Và trong cái quá trình hỗ trợ như vậy thì sẽ giúp cho sau khi bệnh nhân quá trình phục hồi của bệnh nhân lấy lại những kỹ năng, và bệnh nhân sau khi được hỗ trợ vật lý trị liệu sớm, tiếp cận các phương pháp thì bệnh nhân sẽ phục hồi tốt hơn và để lại những di chứng ít hơn so với những bệnh nhân được tiếp cận với vật lý trị liệu và phục hồi chức năng muộn hơn. Cho nên thì sau khi đột quỵ thì quá trình điều trị cần được hỗ trợ vật lý trị liệu sớm thì sẽ hiệu quả hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và một câu hỏi tiếp theo là của chị có Facebook là Nguyễn Nhi. Cảm ơn chị ạ, và cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi và gửi những câu hỏi về cho chương trình ạ. Câu hỏi này xin phép được dành cho bác sĩ Cường ạ. Dạ, bác sĩ cho em hỏi, bệnh nhân nhồi máu não 3 tháng, liệt cứng nửa người bên phải, nhạy cảm, đau tăng nên không hợp tác để châm cứu, vận động, tập vận động, thì mình có thể thay thế bằng các phương pháp tập vật lý trị liệu nào được không ạ? Dạ, xin nhờ bác sĩ ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi này. Thì đây là một câu hỏi rất là hay mà chúng ta cũng gặp rất nhiều trong lâm sàng. Có nghĩa là thứ nhất là giống như bác sĩ Thơ đã trình bày đó, thì tùy theo cái giai đoạn của bệnh nhân sau đột quỵ mà chúng ta sẽ có cái liệu trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng phù hợp. Và chúng ta tránh một cái quan niệm sai lầm là bệnh nhân không cần tập gì cả, từ từ nó tự nó phục hồi. Đây là cái quan niệm sai lầm. Thứ hai là gì? Chúng ta có quan niệm là sợ bệnh nhân đau, sau đó thì sau khi đột quỵ thì rất nhiều trường hợp là người nhà không thể tập được cho người thân của mình, tại vì đụng vào là người nhà mình cứ than đau, thậm chí là có thể chửi mắng, có thể là la rầy nữa. Mà việc này thì bác sĩ Thơ gặp rất là nhiều, cũng như các kỹ thuật viên. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tâm lý người bệnh là như thế. Nhưng nếu như chúng ta sợ đau, chúng ta sợ cái vấn đề mà ảnh hưởng đến bệnh nhân, mà chúng ta không có đưa bệnh nhân đi tập vật lý trị liệu đó, thì làm cho các cơ, các khớp nó rất là dễ bị cứng. Mà chúng ta biết rồi, khi cái khớp ít vận động thì sẽ bị cứng khớp. Và cái vấn đề cứng khớp khoảng vài tháng thôi thì sẽ bị can xương, và cái khớp đó gần như là không có thể nào mà phục hồi trở lại giống như là trước khi đột quỵ. Đó là điều chắc chắn. Và việc phục hồi lại một cái khớp bị cứng
bị canxi xương rồi thì nhiều khi chúng ta cần phải sử dụng tới phẫu thuật. Do đó thì trong trường hợp mà sau đột quỵ chúng ta cần phải vận động sớm, và rất nhiều trường hợp là sau đột quỵ 24 giờ là chúng ta đã bắt buộc phải vận động cho bệnh nhân. Và cái việc vận động này á, là nó sẽ giúp cho bệnh nhân ngoài cái việc là tránh teo cơ, tránh cứng khớp, nó còn có ngăn ngừa cái việc là bệnh nhân bị lét do tỳ đè. Rồi bệnh nhân có thể là nằm lâu không vận động thì nó có thể bị huyết khối tĩnh mạch chẳng hạn, nó làm cho những cái cục nó đông, là có thể làm tắc những cái mạch máu lớn, thậm chí là gây thiên tắc phổi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Và quay lại trường hợp của mình, nếu như sau 3 tháng mà chúng ta có những cái vấn đề khó khăn trong vấn đề tập thì rõ ràng là cái việc tập của chúng ta ngay từ đầu là chưa tốt. Do đó chúng ta cần phải có những cái trang thiết bị máy móc. Giống như trong cái video clip chúng ta thấy vừa rồi thì tại bệnh viện S ở Cần Thơ chúng tôi đã đầu tư tất cả những cái trang thiết bị máy móc rất là hiện đại để giúp cho phục hồi những cái vấn đề vận động được tốt hơn, đồng thời giải quyết được cái vấn đề là canxi nhẹ, hoặc là những cái vấn đề co cứng dây chằng, hoặc là vấn đề là bệnh nhân bị mất cái vận động cơ làm cho teo cơ chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng điện xung, điện châm, rồi là laser từ trường, nói chung là rất nhiều những cái phương pháp phối hợp với nhau. Riêng trong vấn đề rối loạn cảm giác thì hạn chế tối đa cái việc châm cứu. Tại vì khi bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh cảm giác thì có thể gây tăng cảm giác đau. Do đó thì trong trường hợp này chúng ta hạn chế tối đa, còn nếu không nữa là gì, chúng ta không nên châm cứu trong những trường hợp bệnh nhân có tổn thương thần kinh cảm giác nặng, tại vì nó làm cho cái cảm giác đau tăng thêm và làm cho bệnh nhân ám ảnh sợ hãi mỗi khi bệnh nhân đi tập vật lý trị liệu. Do đó thì tùy theo mỗi bệnh nhân, tùy theo từng cái vùng tổn thương mà chúng ta sẽ đưa ra một cái liệu trình điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng phù hợp, chứ không phải nó là một công thức cho tất cả mọi người đều làm giống nhau. Và thêm một vấn đề sai lầm nữa là phần lớn các trường hợp chúng ta có cái quan niệm là vật lý trị liệu là chúng ta chỉ mướn người về tập, thay người tập, rồi chúng ta giúp cho bệnh nhân tập là sai. Nghĩa là bệnh nhân phải được khuyến khích vận động chủ động càng sớm càng tốt để hình thành được cái cung phản xạ mới liên quan đến cái vùng bên cạnh những cái vùng não không tổn thương, thì điều này đã được khoa học chứng minh. Tức là chúng ta tổn thương ở một vị trí, nếu chúng ta vận động tích cực thì vấn đề sự liên kết giữa não bộ và tay chân nó sẽ hình thành những cái cung phản xạ mới, nó sẽ thay thế cái chức năng những cái dây thần kinh đã tổn thương. Điều này nó giúp cho cái bệnh nhân giống như chúng ta chứng kiến đó, là sẽ phục hồi được. Còn nếu như chúng ta không có tập vào cái trị liệu sớm thì cái cung phản xạ đó rất khó hình thành, và nếu như không tập trong một thời gian dài thì thần kinh có thể phục hồi nhưng mà teo cơ cứng khớp thì cũng không thể nào giúp cho bệnh nhân có thể tái hòa nhập lại cuộc sống. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Có lẽ là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Cường đã giúp cho chị giải đáp được phần nào thắc mắc của mình rồi đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Huệ. Dạ, em chào chị ạ. Câu hỏi này khá là dài và xin nhờ bác sĩ Thơ lắng nghe ạ. Em bị đột quỵ 9 tháng rồi, tiếng nói thì em cũng đỡ nhiều, nhưng tay và chân phải em vẫn chưa đỡ nhức mỏi, thậm chí là bàn tay và bàn chân phải chưa có cảm giác thật, mặc dù là em vẫn bấm huyệt, phục hồi chức năng hàng ngày. Bác sĩ cho em hỏi là ngoài việc phục hồi chức năng thì có thể uống thuốc bổ thần kinh để giúp cho tay chân đỡ nhức mỏi không ạ? Xin nhờ bác sĩ Thơ giải đáp giúp chị ạ. Xin trả lời câu hỏi của chị Nguyễn Thị Huệ ha. Thì tình trạng của chị thì bị 9 tháng, thì xem như của chị trong tình giai đoạn này thì cũng như là di chứng của sau đột quỵ. Vấn đề khó khăn của chị là bây giờ là khó nói và yếu nửa người bên phải, có tê nhất. Thì vấn đề của chị là trong cái quá trình điều trị vật lý trị liệu không biết kết hợp đầy đủ các phương pháp vật lý trị liệu và tập được tập ở đâu. Nếu như chị được tập đầy đủ ở bệnh viện và được điều trị hỗ trợ đầy đủ những trang thiết bị máy móc và đã tập đúng thời gian mà bây giờ thì còn lại những di chứng như vậy, thì cái vấn đề thuốc thì em chỉ là hỗ trợ về vật lý trị liệu, còn vấn đề thuốc thì em xin nhường lại cho bác Thường để chuyên về cái bên thần kinh đột quỵ. Và cái vấn đề hiện tại thì có nhiều nghiên cứu thì sau khi đột quỵ là cái giai đoạn mà tập và phục hồi tốt nhất là trong vòng vài tuần đến vài tháng, nhưng có những trường hợp thì vẫn có thể phục hồi chậm hơn, đó là từ 12 tháng đến 18 tháng. Nên là có lời khuyên với chị là chị nên kiên trì và cố gắng tập vật lý trị liệu
ở những trung tâm điều trị đầy đủ, có đầy đủ trang thiết bị máy móc như là các trung tâm lớn. Hiện tại thì qua khoa hồi sức trị liệu của bệnh viện đa khoa quốc tế SES Cần Thơ có đầy đủ rất nhiều trang thiết bị để hỗ trợ cho chị. Xin hết. Vấn đề về các loại thuốc sau khi bệnh nhân bị đột quỵ đó thì tùy theo từng bệnh nhân về cái nguyên nhân gây đột quỵ nữa. Ví dụ như là trường hợp này là xuất huyết não, chúng ta sẽ điều trị khác. Nguyên nhân là tăng huyết áp hay là nguyên nhân do tiểu đường, nguyên nhân do mỡ máu cao hoặc là những cái dị tật dị dạng mạch máu não, nói chung thì chúng ta đều có những cái liệu trình điều trị riêng, do đó thì các bác sĩ phải khám và phân loại để điều trị phù hợp. Còn riêng về những cái thuốc phục hồi thần kinh cũng được nhân đây thì mở rộng cái vấn đề tí xíu. Chúng ta hiện nay thì cũng có rất nhiều thuốc để mà phục hồi cái chức năng của tế bào não. Tuy nhiên thì cũng cần phải có cái kinh nghiệm sử dụng cũng như là cũng có cái khuyến cáo khuyến khích từ các bác sĩ kê toa để hướng dẫn chúng ta uống cái thuốc phù hợp. Tại vì trên thị trường cũng như là ở ngoài cộng đồng đó thì trong các phương tiện truyền thông thì chúng ta nghe quảng cáo rất là nhiều, nhưng mà cũng rất nhiều trường hợp là nó không có đúng cái sự thật giống như những gì người ta đang quảng cáo và nó cũng chỉ dừng lại ở thực phẩm chức năng. Do đó thì tôi khuyên tất cả mọi người sau đột quỵ là nên hết sức là cẩn thận trong việc điều trị dự phòng cũng như là sử dụng thuốc cho phù hợp, tránh cái tình trạng là chúng ta đầu tư quá mức vào thực phẩm chức năng. Ví dụ như là mua một cái viên thuốc bổ não gì đó không rõ nguồn gốc, một viên có thể vài trăm ngàn, thậm chí là có viên cả vài triệu đồng để uống để cho phục hồi, nhưng mà thực tế thì chưa có khoa học nào chứng minh. Trong khi chúng ta uống những viên huyết áp rất là cần thiết để kiểm soát huyết áp, để dự phòng tăng huyết áp phòng tránh tái phát, thì chúng ta chỉ uống một viên huyết áp có 1-2 ngàn mà thôi. Đây là những cái nghịch lý mà tỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của mình đột quỵ là cái gì và dự phòng tái phát như thế nào là phù hợp. Từ đó chúng ta mới có kế hoạch cân đối về tài chính, về đầu tư, về thuốc men và thực phẩm chức năng, làm sao cho liệu trình điều trị chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất. Và một cái nguyên tắc là vật lý trị liệu phục hồi chức năng, đây là một cái quá trình rất là dài hơi. Và nếu như bệnh nhân còn di chứng là chúng ta phải còn tập. Và cái việc tập này không phải bắt buộc bệnh nhân nằm nội trú liên tục trong một cái thời gian suốt vài tháng trời. Nhưng mà cái trong thời gian đầu là cực kỳ quan trọng. Trong thời gian đầu là cái thời gian quyết định sự thành công của cái cả một quá trình phục hồi sau đó. Nếu như trong thời gian tháng đầu mà bệnh nhân không tiếp cận sớm, bệnh nhân không được các chuyên viên hoặc là các bác sĩ chuyên khoa tư vấn dặn dò kỹ phương pháp tập, thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân chủ quan và sau đó về nhà vài tháng quay lại thì bệnh nhân cứng hết cơ xương khớp, không thể nào tập được. Và thêm một vấn đề nữa là có chăm cứu hay không thì tùy thuộc vào từng cái vị trí tổn thương của bệnh nhân. Và đặc biệt nhấn mạnh trong trường hợp bệnh nhân có tổn thương thần kinh cảm giác thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc chăm cứu, để làm cái việc này có thể làm cho bệnh nhân tăng cảm giác đau và có thể làm cho bệnh nhân đau đớn rất là kinh khủng, dẫn đến cảm giác sợ hãi khi cái vấn đề vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Và vấn đề cuối cùng mà có thể liên quan đến những cái vấn đề mà chúng ta hỏi khá nhiều câu hỏi đó là cái việc tập vật lý trị liệu này bao lâu thì phục hồi, có thể trở lại bình thường hay không. Thì đây là một câu hỏi hơi mang tính chất là đánh đố và bắt hơi, thì chắc chắn là áp lực câu hỏi này rất nhiều. Thì xin trả lời một cách rất là rõ ràng rằng cái việc phục hồi của bệnh nhân sau khi bị đột quỵ rồi nó sẽ tùy thuộc vào mức độ tổn thương thần kinh, mức độ tổn thương của tế bào não. Có trường hợp may mắn phục hồi hoàn toàn, có trường hợp may mắn ít hơn thì phục hồi một phần hoặc là để lại di chứng ít nhiều. Do đó chúng ta đừng bao giờ đặt một cái kỳ vọng trở lại 100% cho tất cả các trường hợp sau đột quỵ. Mà một cái nguyên tắc chung là nếu chúng ta càng cố gắng tập, chúng ta càng duy trì cái vận động mà chủ động, tôi nhấn mạnh lại là chủ động, thì cái cơ hội của chúng ta kiểm soát được cơ thể của mình sẽ ngày một tốt hơn. Do đó tôi khuyên tất cả những bệnh nhân sau đột quỵ là đừng có quá bi quan, mà chúng ta hãy kiên trì. Cái kiên trì này không phải nhất thiết là phải đi vào bệnh viện, mà cái kiên trì trong một cái thời gian đã được các bác sĩ tư vấn hướng dẫn kỹ, chúng ta về chúng ta phải tự làm. Tôi nói những công việc rất đơn giản thôi như là quét nhà, lau nhà, đi cầu thang, rồi cầm nắm những vật dụng thông thường như chúng ta thấy trên cái màn hình đó, rồi sử dụng những cái vật dụng trong nhà một cách bình thường thôi thì cũng có thể giúp được cho việc phục hồi chức năng của bàn tay cũng như là chức năng vận động của chân chẳng hạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và một câu hỏi dành cho bác sĩ Thơ ạ. Bạn có Facebook là Lê Lê, có câu hỏi như sau: sau đột quỵ bị rối loạn nuốt, không uống được, không uống nước được, vậy thì tập vật lý trị liệu có điều trị được tình trạng này không thưa bác sĩ?
xin cảm ơn câu hỏi của chị Lê Lê. Thì đa phần thì bệnh nhân sau đột quỵ sẽ rối loạn về vấn đề vận động, có liên quan đến vấn đề nuốt. Và cái rối loạn về nuốt là bệnh nhân thường không uống được, và cái khi hoạt tính trị liệu được hỗ trợ vấn đề này thì nó ở pha hoạt tính trị liệu của bệnh viện thì điều trị tương đối hiệu quả. Chuyên khoa về âm ngữ trị liệu sẽ có phương pháp để hỗ trợ và tập và hướng dẫn cho người nhà, thì tùy theo mức độ mà đánh giá thì cái vấn đề nuốt nói cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình dinh dưỡng, nên mình cần hỗ trợ cho bệnh nhân ăn trong giai đoạn khi giai đoạn bệnh nhân đã chưa tỉnh. Sau khi bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch thì mình phải hỗ trợ các bài tập về nuốt. Thì trên bệnh nhân sau khi phục hồi lại khả năng nuốt thì bệnh nhân mình không cần ăn đường ống thì bệnh nhân sẽ dễ dàng phục hồi hơn. Mà khi người nhà hoặc là bác sĩ về âm ngữ trị liệu hướng dẫn tập nuốt thì có sử dụng, mình hạn chế sử dụng cho bệnh nhân uống nước, tại vì uống nước thì sẽ dễ gây chất lỏng, sẽ dễ gây sặc cái cơ nuốt của bệnh nhân chưa có khép mở cái nắp thanh môn vững, nên đó mình sẽ tập nuốt và tập ăn từ từ bằng ví dụ như là nhóm cháo hoặc là súp mà có chất kết dính thì sẽ giúp cho bệnh nhân tập cơ nuốt sẽ mau phục hồi hơn, mà tránh để tình trạng là hít sặc gây ra viêm phổi thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Xin cảm ơn. Thì tóm lại cái câu hỏi liên quan của bạn Lê Lê đó thì rất là hay, về vấn đề những cái rối loạn nuốt và sau đột quỵ chúng ta gặp cũng khá nhiều, và cái này nó liên quan đến hai cái cơ quan. Thứ nhất là liên quan đến sự điều hành của não ảnh hưởng đến các cái dây thần kinh. Thứ hai là liên quan đến cái vận động các cơ tại chỗ vùng hầu họng, do đó thì đây là một cái cung phản xạ cũng rất là đặc biệt. Và bệnh nhân có tổn thương dùng cái dùng vận ngôn, gọi là cái từ trung tâm ngôn ngữ đó, nghĩa là tổn thương máng cầu trái, thì ảnh hưởng vấn đề nuốt và nói nhiều hơn so với bệnh nhân sau đột quỵ bị tổn thương cái máng cầu phải, chúng ta lưu ý. Do đó thì một cái lời khuyên là tùy theo cái mức độ rối loạn nuốt mà bệnh nhân sẽ được hướng dẫn các bài tập khác nhau. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đầu, nếu như bệnh nhân bị hôn mê, bị nuốt kém đó, thì các bác sĩ sẽ nuôi ăn bằng ống, nghĩa là chúng ta có thể đặt xong dạ dày, thậm chí có nhiều trường hợp phải mở dạ dày nuôi ăn trong trường hợp mà bệnh nhân bị rối loạn nuốt kéo dài. Và phần lớn các trường hợp là phải được nhân viên y tế hướng dẫn rất là kỹ, giống như bác Thơ đã trình bày. Nếu như một trường hợp rối loạn nuốt nặng mà chúng ta cho ăn không đúng cách thì rất là dễ bị viêm phổi hít, nghĩa là những cái thức ăn chúng ta đưa vào bệnh nhân không nuốt được sẽ sặc vào phổi, có thể gây trường hợp tử vong do bị cái vấn đề là tắc nghẽn đường thở cấp tính. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Và tại bệnh viện ở đó Cần Thơ thì chúng tôi có cái chuyên viên, nghĩa là có những bác sĩ chuyên về tập nuốt, cũng đã điều trị cho rất thành công rất nhiều trường hợp. Thì nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể gọi điện qua tổng đài hoặc là số điện thoại của khoa hoặc là trị liệu để các bác sĩ được các bác sĩ tư vấn một cách chính xác và cụ thể hơn và đến khám trong từng trường hợp. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Và nhân đây thì có một câu hỏi ngoài nội dung của chương trình, nhưng mà xin bác sĩ Cường cũng có thể giải đáp giúp anh Lê Đình Dũng ạ. Thưa bác sĩ, nhồi máu não lỗ khuyết có dùng được tiêu sợi huyết trong giờ vàng không ạ? Cảm ơn anh Lê Đình Dũng đã quan tâm đến chương trình. Thì đây là một cái mục tiêu phụ thôi, nhưng mà chương trình đột quỵ do đó thì cũng xin phép trả lời câu hỏi này. Đối với bệnh nhân nhồi máu não lỗ khuyết, tắc nghẽn mạch máu nhỏ, bệnh nhân đến chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện trước 4 giờ rưỡi, có nghĩa là bệnh nhân phải đến bệnh viện khoảng cỡ 4 giờ đó. Sau khi chụp CT loại trừ những vấn đề sức huyết nặng thì bệnh nhân này thường là có chỉ định để điều trị cái thuốc tan cục máu đông. Tuy nhiên chúng ta phải loại trừ một số trường hợp những cái bệnh lý đi kèm, ví dụ như bệnh nhân đã uống thuốc chống cục máu đông, hay là bệnh nhân đã uống thuốc những cái loại thuốc mà điều trị cái dự phòng sức huyết đó. Nếu như mà chúng ta thấy có nguy cơ tăng nguy cơ sức huyết thì chúng ta không được sử dụng cái thuốc tan cục máu đông, chứ không phải là 100% trường hợp nhồi máu não lỗ khuyết đều được cái sử dụng thuốc tan cục máu đông, mà sẽ có thể nằm trong những cái vấn đề loại trừ. Nếu trường hợp đó quá chỉ định vì những lý do khác, nghĩa là tăng nguy cơ sức huyết nói chung, thì bệnh nhân đó cũng không được sử dụng, tại vì nếu sử dụng thì cái tăng nguy cơ sức huyết có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và một câu hỏi tiếp theo của chị có Facebook là Nguyễn Vũ Phương, xin được dành cho bác sĩ Thơ ạ. Sau khi xuất viện về có được châm kim ở y học cổ truyền được không ạ, thưa bác sĩ? Thật sự câu này thì cũng hơi khó cho bên phía khoa vật lý trị liệu. Thì thật sự ở khoa vật lý trị liệu của bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ thì gần như không sử dụng kim đối với bệnh nhân sau đột quỵ, và phương pháp của bệnh viện là những cái vật lý trị liệu như là laser năng lượng cao, từ trường siêu dẫn, sóng xung kích, sóng siêu âm, điện xung, kết hợp đa mô thức để hỗ trợ và điều trị cho bệnh nhân. Thứ nhất là từ trường siêu dẫn có tác dụng để kích thích và co giãn cơ liên tục, giúp cho bệnh nhân phục hồi lại nhóm cơ sau khi bị liệt, bị teo nhão, thì bệnh nhân sẽ phục hồi khả năng vận động nhanh hơn, và kích thích vùng tổn thương não cũng giúp cho bệnh nhân phục hồi thần kinh tốt hơn. Còn về vấn đề laser năng lượng cao thì phục hồi lại năng lượng là 12 W thì giúp cho các mô cơ, mô thần kinh của bệnh nhân phản ứng nhiệt sinh học, sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi lại khả năng vận động và kích thích lên não, giúp cho bệnh nhân phục hồi tốt hơn. Còn điện xung thì kích thích cơ, kích thích mạch máu để nuôi dưỡng các nhóm cơ, tránh teo cơ và cứng khớp, cũng giúp cho bệnh nhân phục hồi lại khả năng vận động. Ở khoa vật lý trị liệu thì gần như không sử dụng châm cứu, mà bệnh nhân vẫn phục hồi lại và lấy lại những kỹ năng tốt hơn. Và có những bệnh nhân đã hồi phục và gần như là không để lại những di chứng. Xin chia sẻ cùng chị. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Và một câu hỏi nữa là dành cho bác sĩ Cường ạ. Chị có Facebook là Lý Lý. Bác sĩ cho em hỏi, chồng em đột quỵ tháng 10 vừa qua. Sau đột quỵ có uống thuốc nhưng tác dụng gây loãng máu và có khi trầy khó cầm. Vậy bao lâu mới có thể đổi thuốc được, mới có thể đổi thuốc được ạ? Và chồng em có bị tê đầu ngón tay nên làm gì ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi của khán giả có tên là Lý Lý. Thì đây là một cái trường hợp cũng khá thường gặp trên lâm sàng khi bệnh nhân điều trị đột quỵ nhồi máu não. Nếu đặc biệt trong trường hợp là có những cái bệnh lý về tim như là rung nhĩ, hoặc là có sau khi đặt stent chẳng hạn, thì các bác sĩ sẽ cho những cái loại thuốc chống đông. Trong thời gian sử dụng những cái thuốc chống đông này, nếu như chúng ta có bất kỳ dấu hiệu chảy máu nào, ví dụ như là chảy máu răng, chảy máu đường tiểu, hoặc là dễ có những vết bầm trên da, thì chúng ta phải quay lại tái khám ngay để các bác sĩ chuyên khoa chỉnh liệu. Và chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp là bệnh nhân đi đến bệnh viện muộn, trong trường hợp bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, đi cầu phân đen, thì cái việc chảy máu này rất là khó kiểm soát. Do đó thì chúng ta không chờ đến hết thuốc, mà chúng ta phải quay lại tái khám ngay nếu như sau đột quỵ chúng ta đang điều trị chống đông mà có những cái biểu hiện bất thường về chảy máu chẳng hạn. Thì hy vọng rằng là chị sẽ đưa người nhà quay lại bác sĩ đắc kê toa để các bác sĩ sẽ chỉnh liệu lại cái thuốc cho gia đình mình. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị khán giả, chương trình của chúng tôi hiện đang nhận rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Tuy nhiên là thời lượng chương trình cũng có hạn, cho nên là câu hỏi vừa rồi của chị Lý Lý cũng xin phép được dừng lại phần giải đáp của bác sĩ tại đây. Và tiếp theo là câu hỏi dành cho khán giả may mắn. Và trước khi đưa ra câu hỏi của tuần này thì Kim Đồng xin phép được công bố kết quả câu hỏi của tuần trước ạ. Câu hỏi của tuần trước là: các phương pháp sơ cứu bệnh nhân đột quỵ khi bệnh nhân còn tỉnh là gì? 1. Chích lễ ngón tay, vành tay, cạo gió. 2. Châm cứu, bấm huyệt, nhân chung. 3. Cho nước chanh hoặc nước đường. 4. Tất cả các biện pháp sơ cứu trên đều sai và nguy hiểm. Và đáp án đúng là đáp án số 4. Hai vị khán giả may mắn của tuần rồi đó là: vị khán giả đầu tiên là anh có Facebook là Nguyễn Khánh, địa chỉ ở phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, với nick Facebook là Khánh Nguyễn. Vị khán giả thứ hai là chị Hồ Thị Kim Thoa, địa chỉ ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, với nick Facebook là Thoa Hồ. Và ekip của chúng tôi đã gửi quà về cho hai anh chị, chắc có lẽ là mình nhận được rồi đúng không ạ? Xin chúc mừng ạ. Và câu hỏi của khán giả tuần này đó là: vai trò của vật lý trị liệu sau đột quỵ là gì? 1. Giúp bệnh nhân cải thiện vận động, tăng cường lực cơ. 2. Giúp cải thiện khả năng ngôn ngữ.
3. Giảm cảm giác mặc cảm, tự ti ở người bệnh, giúp họ sống vui vẻ, lạc quan. 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Và Kim Đồng xin phép được lặp lại câu hỏi ạ. Vai trò của vật lý trị liệu sau đột quỵ là gì? 1. Giúp bệnh nhân cải thiện vận động, tăng cường lực cơ. 2. Giúp cải thiện khả năng ngôn ngữ. 3. Giảm cảm giác mặc cảm, tự ti ở người bệnh, giúp họ sống vui vẻ, lạc quan. 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng ạ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể nhanh tay bình luận đáp án mà mình cho là đúng. Và ekip của chúng tôi sẽ chọn ra 2 vị khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Kết quả sẽ được công bố trong tuần sau. Chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng kỳ thứ 8 đến đây xin được phép tạm dừng. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì Kim Đồng xin phép được cảm ơn 2 vị bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình đến tham gia chương trình và cũng như là gửi những tư vấn rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình cũng như là gửi những câu hỏi rất hay về cho chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin hữu ích để phòng ngừa đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh cơ xương khớp, bệnh viêm gan, bệnh về hô hấp, hen suyễn, bệnh dạ dày, đường ruột. Những thắc mắc lo lắng về sức khỏe cần được tư vấn. Mời quý vị đón xem chương trình SIS vì sức khỏe cộng đồng được live stream từ 20 giờ đến 20 giờ 45 thứ ba hàng tuần. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 trên kênh fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi với chuyên gia y tế trên trang fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ hoặc gọi điện thoại về số 0913 333 414 để được tư vấn trực tiếp. Đặc biệt, sẽ có 2 phần quà hấp dẫn dành cho khán giả có câu hỏi hay ở mỗi chương trình. SIS Việt Nam, cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ. SIS Việt Nam, vì một cộng đồng khỏe mạnh.